Hoa đạo đời xin kính chào các anh chị và các bạn. Hôm nay mình xin gửi đến cả nhà bài pháp nghĩa lý cuộc đời. Sinh ra giữa trốn hồng trần, cuộc đời ai cũng một lần trải qua. Giật mình câu hỏi đặt ra, phía sau cái chết thì ta còn gì? Chỉ còn nghiệp lực ra đi không còn cái biết mong chi linh hồn người theo thường kiến thì đồn linh hồn sau chết trường tồn về nơi cô hồn bóng quế chơi vơi cầu ao bóng mát vương nơi cõi trần nhẹ thì siêu thoát một lần nặng về chín suối phải cần cầu siêu người theo đoạn kiến nói tiêu chỉ còn cát bụi làm điều bất nhân sống đời bất nghĩa bất cần cho rằng sẽ chết một lần rồi thôi nhưng không nghiệp mãi luân hồi nhân duyên thập nhị mãi trôi chẳng ngừng có người ngộ được liền ngưng dừng tay sinh sát để đừng vay thêm sống đời ai cũng muốn thêm đến khi chết xuống chẳng đem được gì người ta lầm chấp tưởng chi bởi chưa tránh kiến liễu chi con đường họ chưa biết pháp vô thường, cho nên mới nghĩ hằng thường vong linh. Đây là cách hiểu vô minh, sống trong tưởng giới tâm linh rước vào. Cho nên họ rất tự hào. Ta đây sẵn có rồi rào lòng tin, ngờ đâu thành kẻ ăn xin, van trên lại dưới cuồng tin dại khờ. Trông chờ trong sự ngó lơ, thánh thần không có mà vơ cả vào khuyên can mới khó làm sao chạm vô tả kiến tiếng vào lời ra thôi đành mượn lấy thơ ca để gieo tránh kiến để mà chạch ra đủ duyên họ sẽ nhận ra không thần thánh quỷ yêu ma trên đời thật là như thế người ơi sau khi tắt thở nghiệp rời thân đi rời ngay tức khắc tức thì tương ưng vào chỗ sân si với mình. Người ta gọi đấy tái sinh. Trong hình hài mới lại sinh ra đời. Lúc thì xúc vật lúc người. Tùy vào tiền kiếp ăn đời ở sao. Làm người sống ác lắm vào. Trả thân động vật thét gào đau thương. Từ bi Phật chỉ con đường. Quay đầu hướng thiện ác thì tránh xa. Sống đời là để vượt qua bầu trời nhân quả nhốt ta luân hồi. Hợp, tan bạc bẽo như vôi. Sân, si đi mãi nghiệp lôi chẳng dừng. Ngày xưa Phật cũng đã từng, qua bao kiếp sống không ngừng dấn thân. Thế rồi cho đến một lần, tìm ra chân lý sáng vầng hào quang. Ta bà từ đó sang trang, những người trí lớn vượt sang theo cùng. Chưa qua cũng biết vẫy vùng thoát dần bể khổ để cùng an vui chạy theo ái dục là lùi liệt xa ham muốn được vui sau cùng đừng chờ đến lúc lâm chung hiểu ra thì đã đóng khung cuộc đời cố mà tỉnh ngộ người ơi cuộc đời đừng để chút hơi thở buồn cuộc đời là một vở tuồng bi hài nhân quả trong guồng quay tơ mới đây là đứa trẻ thơ giật mình ngó lại đã chơ bạc đầu như là bóng nước bóng câu vụt qua cửa sổ hỏi đâu xuân thì không gì sánh được liễu chi vô thường không chấp tránh chi an nhàn không mơ lên cõi thiên đàng vượt ra tam giới không màng tử sinh vô minh làm kẻ chiến binh xả thân cho giặc chiến trinh bao đời giật mình tỉnh giấc kịp thời. Quyết không theo nữa, quyết rời mà đi. Giặc tham cùng với sân, si. Còn hai tên nữa mạn nghi, nghiệp rời. Nghiệp ơi rời kiếp tủ đầy. Cuộc đời dành lại từng ngày vượt qua. Vĩnh Quảng Chú thích, hằng thường, trái nghĩa với vô thường, là thường hằng, là vĩnh hằng là mãi mãi. Ta bà là cõi hồng trần, là cõi duyên hợp, duyên tan, là trái đất của chúng ta. Tam giới, không phải tam giới như trong phim Tây du ký mà tam giới như trưởng lão giảng là một, dục giới, lòng ham muốn hai, sắc giới. Sáu can thuộc về sắc thức nhận biết khi tiếp xúc với sáu trần, những gì mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm thân cảm giác, ý thức phân biệt, phân tích. 3. Vô sắc giới, cõi mộng thuộc về tưởng thức. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe, luôn ủng hộ, sẻ chia, để lại bình luận và đăng ký kênh để luôn nhận được những video mới nhất. Kính chúc cả nhà luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin hết.